cho các bạn trở lại với VGT. Thưa các bạn, mới đây trên một trang mạng giải trí nổi tiếng của Trung Quốc đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng chú ý khi đưa một thông tin thánh ế của đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 sẽ tuyên bố kết hôn vào ngày thất tịch, chính là ngày hôm nay. Và trong dàn diễn viên chính của đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 thì có Lưu Thi Thi, Đường Yên, Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa là đều đã có gia đình. Và chỉ có Hồ Ca đến nay vẫn còn lẻ bóng một mình và là thánh ế trứ danh của showbiz Hoa ngữ. Như vậy rõ ràng, ngôi sao được nhắc đến đây là Hồ Ca chứ là ai khác. Như vậy, Hồ Ca và Dương Mịch đã nối lại tình xưa và tình trẻ Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong. Các bạn hãy cùng VGT tìm hiểu nhé! Theo thông tin, nhà gái là một sao nữ cực hot đã ly hôn, từng hợp tác và là bạn gái cũ của Hồ Ca. Cặp đôi này đã nối lại tình xưa và quyết định về chung một nhà. Từ những thông tin này, có thể dễ dàng nhận thấy được nhà gái chính là Dương Mịch, người từng hợp tác với Hồ Ca trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và đã ly hôn với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018. Năm đó, sau khi hoàn thành bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, cả đoàn phim đã tới nước ngoài du lịch, đồng thời nhiều hình ảnh thân mật giữa Hồ Ca và Dương Mịch cũng được tiết lộ. Trên blog của hai người thời trẻ cũng có nhiều bằng chứng về việc họ đang hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng đáp lại tin đồn tình cảm. Cũng có người đặt nghi vấn về tin đồn Dương Mịch đang hẹn hò, thậm chí là đã sống chung với tình trẻ Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên, người tiết lộ thông tin lại trực tiếp phủ nhận tình yêu của cặp đôi chị em này và cho biết có ekip của một phóng viên giải trí tung thông tin về Ngụy Đại Huân như chất xúc tác để ép Hồ Ca và Dương Mịch công khai tình yêu. Dù vậy, cộng đồng mạng vẫn nửa tin nửa ngờ với thông tin này, bởi lẽ sau Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hồ Ca và Dương Mịch dường như không có bất cứ liên quan gì. Thứ hai, mỗi năm Hồ Ca đều dính tin đồn kết hôn nhưng mãi vẫn chưa trở thành sự thật. Thứ ba, tin đồn tình cảm năm nào giữa Hồ Ca và Dương Mịch vẫn chưa có bất cứ ai xác minh là thật. Dương Mịch, Lưu Khải Uy từng được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của showbiz Hoa ngữ. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong dự án Như Ý 2011. Sau một thời gian hẹn hò, cả hai đã quyết định tổ chức một hôn lễ lãng mạn tại Bali vào tháng 1 năm 2014. Năm 2016, Dương Mịch hạ sinh cô con gái đầu lòng. Cứ ngỡ cả hai sẽ viết nên câu chuyện ngôn tình đầy cảm động, thế nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng đi vào ngõ cụt, với thông báo ly hôn vào ngày 22 tháng 12 năm 2018. Kể từ khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, chuyện tình cảm của cặp đôi Uy-Mịch luôn là vấn đề được truyền thông lẫn cư dân mạng quan tâm nhiều nhất. Vào tháng 6 năm 2019, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đăng tải nhiều thông tin và bằng chứng về việc Ngụy Đại Huân và Dương Mịch hẹn hò như đi giày đôi, áo đôi, đi khách sạn cùng nhau, có động thái giống nhau trên Weibo. Tuy nhiên, trước dư luận và truyền thông, cặp đôi vẫn giữ im lặng về việc này. Nhưng nhiều người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng rằng Ngụy Đại Huân, Dương Mịch đang hẹn hò bởi những hành động, cử chỉ cho đến ánh mắt tràn đầy yêu thương mà nam diễn viên dành cho đàn chị. Cụ thể, vào lúc sáng sớm, Dương Mịch cùng trợ lý xuất hiện tại khu đậu xe của một tòa nhà ở Hoàng Điếm. Ngay sau đó, Ngụy Đại Huân cũng bước ra từ trong tòa nhà này, thậm chí nam diễn viên còn đội mũ đôi với Dương Mịch. Sau khi những hình ảnh này được tung ra, nhiều người đã suy đoán rằng phải chăng tình cảm của cả hai đã phát triển nhanh và mặn nồng đến nỗi dọn chung về nhà sống cùng nhau. Trong một diễn biến khác, hiện nay blogger xứ Trung đang xôn xao đưa một thông tin khiến cho cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Trong một buổi livestream, một nhà sản xuất phim trong giới đã tiết lộ rằng Huân Mịch thành rồi, chỉ cần đợi công bố tin vui. Blogger này còn cho hay, trước đây nhà sản xuất còn cho rằng cặp đôi khó mà ở bên nhau, vậy nhưng những người bạn của cô đều khẳng định điều ngược lại. Điều đáng nói, blogger này chỉ sử dụng câu Huân Mịch thành rồi mà không nói rõ ý nghĩa câu trên nghĩa là gì. Netizen xứ Trung bàn tán rôm rả, phải chăng cặp đôi chị em hơn ghép nhau 3 tuổi đã đi đăng ký kết hôn? Người khác lại cho hay, phải chăng cả hai đã khẳng định tình cảm, quyết định đi tới hẹn hò chính thức sau thời gian dài tìm hiểu. Fan của Dương Mịch cũng nhận ra sự khác thường từ phía studio quản lý của Dương Mịch. Dường như không muốn đắc tội với fan, thời gian gần đây,
studio thận trọng hơn trong việc đăng bài. Không chỉ vậy, còn nhiệt tình tương tác qua lại với người hâm mộ. Động thái này không thể qua mắt được các fan của cặp đôi. Đồng thời, netizen cũng đồn đoán rằng vào ngày 12 tháng 9 tới, tức ngày sinh nhật của Dương Mịch, hai người có thể sẽ công bố chuyện tình cảm. Tiếp theo, mới đây trên Weibo, Dương Mịch khoe bức ảnh về món sủi cảo và tiết lộ rằng mình đã ăn hết sạch và dặn dò mọi người không nên lãng phí thức ăn. Tuy nhiên, ngay lập tức, dân tình đã soi ra rằng Dương Mịch bắt chước bạn trai khi cách đây chỉ ít ngày, Ngụy Đại Huân cũng khoe mâm cơm thịnh soạn và ngon mắt, được anh chén sạch bách. Hành động của Dương Mịch một lần nữa cho thấy người đẹp ngày càng bạo dạn trong việc thể hiện tình cảm của mình với công chúng. Không chỉ bị đặt nghi vấn sống chung, giờ đây Dương Mịch còn khiến dân tình đặt dấu hỏi về cuộc sống mới đầy ngọt ngào của hai người. Khi cặp đôi giống như khoe những bữa cơm gia đình, khẩu vị chung giống nhau. Một trang mạng Trung Quốc còn cho rằng rất có thể những món ăn này là do cả hai tự tay xuống bếp nấu cho nhau. Netizen hiện đang rất mong chờ cặp đôi có thể công khai tình cảm sau nhiều lần bị soi loạt bằng chứng hẹn hò như thế này. Một số cư dân mạng thì cho rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân có thể đã vừa chia tay nhau. Vào khoảng tháng 4 năm 2020 thì cặp đôi bị chụp hình chung là cùng nhau ăn kem và vào chung một khách sạn. Tuy nhiên thì 4 tháng trở lại đây thì không hề có thêm một thông tin cũng như hình ảnh nào về cặp đôi. Và thậm chí là trên trang cá nhân, cả hai cũng không hề có bất cứ động thái nào liên quan đến nhau. Như thế, cả hai đã kết thúc mối quan hệ. Và đây cũng chỉ mới là một số suy đoán của một bộ phận cư dân mạng. Vừa mới hẹn hò chưa đầy một năm đã chia tay. Trước đó, ngày 10 tháng 8, một trang mạng Trung Quốc đưa tin Dương Mịch xuất hiện tại một thẩm mỹ viện tại Hoành Điếm, Chiết Giang vào lúc tối muộn. Nữ diễn viên diện trang phục trẻ trung, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt. Theo đó, cùng thời điểm, người tình tin đồn của sao nữ Phủ Gia Hoàng Hậu, Ngụy Đại Huân cũng có mặt ở Hoành Điếm ghi hình bộ phim mới. Theo chân họ trong nhiều ngày, cánh săn ảnh không hề bắt gặp cả hai hẹn nhau gặp gỡ. Trong khi đó, vào thời gian trước, dù bận quay phim ở mỗi tỉnh khác nhau, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đều cố gắng sắp xếp thời gian đến phim trường thăm hỏi. Hồi tháng 4, Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân từng bị chụp được ảnh cùng ăn kem và vào khách sạn. Lúc đó, nam diễn viên họ Ngụy đang đóng phim tại Thượng Hải, còn Dương Mịch có mặt tại thành phố này để chuẩn bị quay Cảm ơn bác sĩ. Tuy nhiên, kể từ sau loạt ảnh hẹn hò nói trên, truyền thông không còn chụp được bất kỳ khoảnh khắc nào cặp đôi xuất hiện cùng nhau. Đến nay, cặp đôi lại vướng tin đồn đã kết thúc mối quan hệ vì nữ diễn viên cho rằng đàn em đang lợi dụng mình. Ngụy Đại Huân muốn dựa vào chuyện tình yêu để gây chú ý, còn cá nhân nữ diễn viên lại muốn giữ kín mọi chuyện, tránh bị dư luận bàn tán. Được biết là Ngụy Đại Huân đã sớm mến mộ và thần tượng Dương Mịch từ năm 2006 và anh luôn hy vọng có cơ hội được gặp gỡ nữ diễn viên. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên Ngụy Đại Huân không xứng với người yêu nổi tiếng. Nhưng nếu xét về mặt gia thế lẫn tài năng kinh doanh thì Ngụy Đại Huân là một cái tên rất đáng nể. Gia thế khủng của Ngụy Đại Huân, tình trẻ tin đồn của Dương Mịch. Chính vì ước mơ này thôi thúc Ngụy Đại Huân gia nhập giới giải trí. Dù cả hai trở thành đồng nghiệp nhưng thời điểm ấy Dương Mịch đã vô cùng nổi tiếng so với Ngụy Đại Huân như hai thế giới đối lập. Khi anh chàng chỉ là diễn viên nhỏ nhoi vô danh, chỉ cần Dương Mịch đăng bất kỳ bài viết nào trên Weibo, Ngụy Đại Huân đều điểm like và bình luận ở bên dưới. Trong những năm gần đây, Ngụy Đại Huân tham gia rất nhiều tác phẩm truyền hình và show thực tế. Tuy nhiên, danh tiếng của anh không được khởi sắc cho lắm, chỉ ở mức tầm trung. Dù vậy, Ngụy Đại Huân vẫn không hề bỏ cuộc khi anh tham gia những game show luôn thổ lộ thần tượng Dương Mịch. Rốt cuộc, Ngụy Đại Huân cũng bắt đầu tạo được tiếng vang với những show thực tế mà anh góp mặt. Sau đó, nam minh tinh có cơ hội hợp tác với Dương Mịch qua hai show thực tế Tôi là Đại Thám Tử và Trốn Thoát Khỏi Mật Thất. Cả hai cũng có màn song ca trên chương trình của đài CCTV trong thời gian gần đây. Có lẽ Ngụy Đại Huân là fan hâm mộ theo đuổi idol thành công nhất, thậm chí hẹn hò luôn với cả người trong mộng của mình. Nhiều người cho rằng Ngụy Đại Huân không xứng với Dương Mịch. Thế nhưng nếu xét về gia thế lẫn tài năng kinh doanh của Ngụy Đại Huân, có lẽ họ phải có cái nhìn khác về anh chàng.
Theo tìm hiểu, Nguyễn Đại Huân sở hữu 8 công ty trên danh nghĩa pháp luật, trong đó có 4 công ty liên quan đến mảng ảnh thị, ngành phim ảnh. Số còn lại quản lý bất động sản, nghiệp vụ Cát Lâm. Thống kê tổng số vốn đăng ký của 8 công ty là 21,7 triệu nhân dân tệ, tương đương 73 tỷ đồng, và Nguyễn Đại Huân có hơn 90% quyền kiểm soát thực tế. Nguyễn Đại Huân là con trai của đại gia Nguyễn Thụy Lâm và là người duy nhất thừa kế của gia đình. Nguyễn Thụy Lâm là doanh nhân nổi tiếng ở tỉnh Cát Lâm. Ông sở hữu 18 công ty với tổng số vốn đăng ký hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 340 tỷ đồng. Vì là người thừa kế, tương lai Nguyễn Đại Huân nhắm quyền quản lý ít nhất 22 công ty từ phía gia đình, sở hữu gia tài hàng trăm triệu nhân dân tệ. Là mỹ nhân được nhận nhiều sự quan tâm của làng giải trí, vì sau một năm ly hôn, những tin đồn hẹn hò của cô nàng với tình trẻ kém tới 3 tuổi là Nguyễn Đại Huân càng củng cố niềm tin từ phía người hâm mộ rằng nữ diễn viên đã tìm thấy được mùa xuân thứ hai sau cuộc đổ vỡ hôn nhân nhiều tiếc nuối. Vượng đường tình, Dương Mịch nhan sắc lên hương vun vụt. Xuất hiện trong buổi ghi hình show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mới đây, bà mẹ một con gây sốt với vẻ đẹp trẻ trung, chẳng khác nào đàn em tuổi đôi mươi. Công chúng đang hoàn toàn bất ngờ khi mới đây, Dương Mịch tiếp tục trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Hot Grazia. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bà mẹ một con khiến netizen xanh mắt liên tiếp chiếm mặt báo và thông tin. Không những hợp tác với các tờ báo lớn mà còn dục dịch trở lại quay show hot Trốn Thoát Khỏi Mật Thất mùa 2. Người đẹp mới đây không chỉ bận rộn đóng phim mà còn là nhân vật trang bìa của tạp chí OK danh tiếng. Những điều trên cho thấy nàng tiểu hoa đáng không chỉ có cuộc sống cá nhân phong phú mà còn dồn hết sức mình cho sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để theo dõi thêm tình hình diễn biến cuộc tình yêu của Dương Mịch nhé.